Xin được nồng nhiệt chào đón quý vị đại biểu, quý khán giả đã đến với vòng thi cùng các huyện, thị xã phía Bắc. Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018. Hội thi đang được diễn ra tại Trung tâm Văn hóa và Thể thao huyện Tuyên Hóa. Thưa quý vị, năm 2018 này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính với đối tượng là cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách, hội viên các hội chính trị xã hội cấp xã, thôn, tổ dân phố. Đây là dịp để cán bộ, công chức cấp xã trong toàn tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa kỹ năng nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính. Và quý vị đang đến với vòng thi cùng cả huyện, thị xã phía Bắc, gồm 4 đội thi xuất sắc nhất của 4 xã, phường, thị trấn thuộc cả huyện, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch, Minh Hóa và Tuyên Hóa. Đến dự với hội thi hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Xin trân trọng giới thiệu có ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực. Cùng các đồng chí trong ban tổ chức hội thi. Cùng đại diện lãnh đạo cả huyện, thị xã, 4 xã, phường có đội dự thi. Đặc biệt là sự có mặt của cán bộ, công chức và quý khán giả đã đến cổ vũ cho hội thi hôm nay. Chúng ta cùng nhiệt liệt chào mừng. Và ngay sau đây, xin trân trọng được kính mời ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc hội thi. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền về cải cách hành chính cấp xã tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đây là lần thi thứ hai của tỉnh ta tổ chức. Thông qua chương trình và nội dung hội thi lần này là dịp để truyền tải các thông điệp kêu gọi sự quan tâm của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, tổ chức cùng tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời, hội thi cũng là dịp để công chức, viên chức, người lao động rèn luyện kỹ năng hoạt động công vụ, thể hiện và phát huy năng khiếu sở trường của từng cá nhân tập thể, là dịp để gặp gỡ, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác quản lý nhà nước, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các cá nhân trong một tập thể, giữa các xã phường, thị trấn, để từ đó tìm kiếm các ý tưởng sáng tạo, giải pháp mới về công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính của tỉnh nhà ngày càng văn minh và hiện đại. Thay mặt ban tổ chức hội thi, tôi xin biểu dương các cấp ủy chính quyền, lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công các cuộc thi ở cấp huyện, thị xã mình. Tôi tin rằng các đội sẽ hoàn thành xuất sắc các phần thi và sẽ hứa hẹn mang đến hội thi chúng ta một không khí sôi động, phấn khởi, ấn tượng với nhiều sáng kiến, ý tưởng mới trong công tác cải cách hành chính. Để góp phần cho sự thành công hội thi, tôi đề nghị ban giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy chế, thể lệ hội thi, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn ra những đội thi tiêu biểu nhất, xứng đáng để vào vòng chung kết hội thi. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc vòng 2 hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cấp xã cụm số 1 các huyện, thị xã phía Bắc, tỉnh Quảng Bình năm 2018. Chúc hội thi tuyên truyền cải cách hành chính cụm số 1 năm 2018 thành công tốt đẹp. Chúc quý vị đại biểu và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy sau vòng thi cấp huyện, thị xã, thành phố, các địa phương đã chọn ra các xã, phường, thị trấn xuất sắc tham gia 2 vòng thi cùng. Tại vòng thi cùng phía Bắc hôm nay, quý vị sẽ cùng gặp gỡ với 4 đội thi, đó là các đội đến từ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn và thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa.
Sau vòng thi này, ban giám khảo sẽ chọn ra hai đội xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết của cuộc thi, dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV, đài phát thanh truyền hình Quảng Bình vào trung tuần tháng 8 này. Và ngay sau đây thì xin trân trọng kính mời đại diện của bốn đội sẽ lên sân khấu để nhận cờ lưu niệm và hoa của ban tổ chức. Và thành phần không thể thiếu trong hội thi hôm nay đó chính là cả thành viên trong ban giám khảo, ông Hoàng Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban. Ông Đinh Tùng Lâm, Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, thành viên. Ông Nguyễn Mầu Nam, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, thành viên. Bà Hoàng Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên. Kính thưa quý vị, tham gia vòng thi cùng hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018, các đội sẽ phải lần lượt trải qua 3 phần thi, đó là phần thi chào hỏi, phần thi tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính và phần thi cuối cùng, đó là phần thi thông điệp cải cách hành chính. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với 4 đội thi ở phần thi đầu tiên, phần thi chào hỏi. Trong thời gian tối đa 6 phút, mỗi đội chơi sẽ giới thiệu chung về đơn vị địa phương mình, các thành viên tham gia hội thi, đồng thời nêu thông điệp chủ đề về cải cách hành chính của đơn vị địa phương dưới hình thức sân khấu hóa, gồm thơ, kịch, vè, ca múa, thuyết trình, kết hợp sử dụng các loại hình cổ động trực quan. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Vâng, và bây giờ quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội đầu tiên. Với phần thi chào hỏi, đội đến từ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Về đây, ta tiến nhanh về với hội thi. Hội thi tuyên truyền tài cách hành chính, xây dựng nền hành chính, thêm thiện đại hài lòng. Huyện tuyên ta cất cánh, sánh vai cùng bạn bè. Góp công bảo vệ hành chính Việt Nam, hát lên lời đất nước quân binh, hát lên lời đất nước quân binh. Gặp nhau chào hội mở đầu, tao lưu giới thiệu biết mình biết ta. Đến từ mọi miền phương xa, ba đồn thị xã rộn câu ca hát. Quảng trần bụng chùa, cùng chùa đông reo. Xin chào quý vị gần xa. Quý vị, Sơn Hóa chúng tôi là đơn vị nằm giáp ranh với trung tâm huyện Lỳ, huyện Tuyên Hóa. Từ khi thành lập đến nay, dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sắc của Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, xã Sơn Hóa đã có nhiều bước chuyển biến rõ nét. Hòa chung vào sự phát triển đi lên đó, công tác cải cách hành chính được xã chú trọng quan tâm. Ủy ban Nhân dân xã ban hành kế hoạch xây dựng văn bản, kế hoạch kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, chỉ đạo các ban ngành có liên quan thực hiện các văn bản của Chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện về nâng cao trách nhiệm và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cán bộ công chức. Từng bước hiện đại hóa hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Ủy ban Nhân dân xã đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan nhà nước. Cơ chế một cửa liên thông thường xuyên được quan tâm, giải quyết các thủ tục nhanh gọn, hiệu quả, chính xác, không gây phiền hà sách nhiễu, mang lại chỉ số hài lòng cho người dân, doanh nghiệp.
Thưa quý vị, và đây là những gương mặt tiêu biểu đại diện cho cán bộ công chức xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa về tham gia hội thi. Thành viên thứ nhất, Hoàng Thị Cẩm Vân, công chức tài chính kế toán. Thành viên thứ hai, Đoàn Thị Nguyệt, công chức văn hóa xã hội. Thành viên thứ ba, Lương Duy Tú, công chức tư pháp hồ tịch đội trưởng. Thành viên thứ tư, Phạm Xuân Thành, công an thường trực. Thành viên thứ năm, Nguyễn Thị Lịch, công chức tài chính kế toán. Thành viên thứ sáu, Cao Thị Hà, công chức tư pháp hồ tịch. Thành viên thứ bảy, Võ Quốc Hưng, phó chủ tịch hội nông dân. Thành viên thứ tám, Nguyễn Quyết Tiến, chủ tịch hội nông dân. Và thành viên cuối cùng, tôi Trần Thị Ái Hương, văn thư thủ quỹ. Bơ hò là bơ hùi, là bơ hò hùi. Là hồ là con, xin ai nhớ lấy chuyện này. Là hồ là con, cải cách hành chính. Là hồ là con, việc làm thường xuyên. Là hồ là con, xây nền hành chính quê ta. Là hồ là con, văn minh và hiện đại. Là bơ hồ con, minh bạch công khai. Là hồ là con, thủ tục không dườm già. Là hồ là con, nhanh gọn và hiệu quả. Là hồ là con, hài lòng người dân. Là hồ là con, ta lý quan ta hồ quan. Là hồ là con. Niềm tin ta thắp lên muôn vàn niềm tin. Chính đi đầu dù cho gian khó, ngày hành trang ta có, không lo ngại nan lòng. Cùng xây quê hương mới, sáng tươi hồng chân trời. Cho quê mình Sơn Hóa toàn an hương. Cho quê mình Sơn Hóa toàn an hương. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các thành viên đến từ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Và theo thứ tự bốc thăm thì đội tiếp theo sẽ ra sân khấu thực hiện phần thi này. Đó chính là đội đến từ xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Quảng Tùng chúng tôi ngắm dòng loan soi bóng nhịp cầu vui hồi rằm náo nức mùa xuân bát ngát đồng xanh mọi nơi tầng cao yêu sao như con đường một Quảng Tùng đang đổi mới một Quảng Tùng đang dựng xây giang rộng vòng tay nơi tình thần ái mời bạn với chúng tôi. Thưa quý vị, đẩy mạnh cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Xem đây là giải pháp tạo chuyển biến, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hướng tới xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại và văn minh. Cùng nhau hòa chung bài ca hát mừng. Con chào hội thi giữa cung trời đẹp tươi, lòng ta hân hoan ca khúc ta thuyền truyền, chung lòng dựng xây nền hành chính công vững mạnh, tròn cột niềm tin có chúng tôi sẵn sàng, sáng đẹp quê hương rộn rã niềm vui câu ca hòa. Trên cơ sở những văn bản kế hoạch của huyện đã ban hành, xã Quảng Tùng đã tập trung 6 nhiệm vụ cơ bản: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính, mỗi một cán bộ chúng tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn chuyên môn tận tình chu đáo, không gây phiền hà hách dịch khó khăn. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tùng đã thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 12 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực. Trong 6 tháng đầu năm, đã ban hành 365 văn bản,
giải quyết nhanh gọn, hiệu quả hơn 3.000 hồ sơ cùng nhiều thủ tục khác, tạo được sự hài lòng của đông đảo nhân dân. Đến với hội thi hôm nay, đội tuyển chúng tôi gồm các thành viên. Đây là Trung Hiếu Quốc Trung, các bộ tập thể mọi người tin yêu. Khó khăn chẳng ngại sớm chiều, Hồng Minh Ngọc Thế việc gì cũng xong. Trưởng thôn đã có trung thành, đặc thân nhiệt huyết đồng lòng tham gia. Lan Anh đảng ủy xã nhà liên đi hưởng ứng trong hội mừng hôm nay. Về đây xin được bắt tay, quyết tâm phấn đấu tháng ngày chớ quên. Tiến lên tất cả chúng mình, hãy là hoa, là gương sáng, là nghĩa tình với nhau. Hồi mơ hò hồi, để hồi ta hò quan. Chúng tôi đổi tuyển quả tùng, chung tay xây dựng nên hành trình công. La hô la quan, ta đi quan ta hò quan. La hô la quan, tranh điểm chiến điểm tận tâm. La hô la quan, pháo tiếng ông sơ. La hô la quan, với mục tiêu phục vụ nhân dân. La hô la quan, nâng giá trị cuộc sống. La hô la quan, xây quê hương. Quảng Tùng quyết tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi mới gửi đến hội thi hôm nay. Một lần nữa kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, chúc hội thi thành công rực rỡ. Và ngay sau đây, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón phần thi chào hỏi của đội đến từ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Nào các bạn ơi, chúng ta ra đây chào hội thi nào. Trời xanh thắm giữa quê hương mình, lòng người sướng vui vô cùng, ta tràn hòa ý đang lòng dân. Mừng vui với hội thi tuyên truyền, cùng mang đến đây thông điệp với dân tròn tình. Có phần dựng xây quê hương mạnh giàu, giữ tròn niềm tin trong mỗi. Đội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018 của phường Ba Đồn xin kính chào quý ban tổ chức, ban giám khảo và tất cả hội thi. Kính thưa quý vị, trong những năm qua thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính, đặc biệt là nghị quyết Trung ương năm khóa 10 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước. Hiện nghị quyết 30C của Chính phủ về ban hành tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020. Thực hiện quyết định số 1319 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 cùng với các kế hoạch của tỉnh, thị xã, phường Ba Đồn đã kịp thời ban hành và cụ thể hóa các chương trình cải cách hành chính nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Vâng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, phường Ba Đồn đã tiếp nhận 430 thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn 352 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 78 hồ sơ và đặc biệt không có hồ sơ tồn đọng trễ hẹn. Đồng hành trong giải quyết thủ tục hành chính, phường Ba Đồn đã triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cán bộ công chức. Kết quả nhận được sự hài lòng đạt trên 95%. Có được kết quả như đó, phường Ba Đồn đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, có phẩm chất đạo đức vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp tận tụy phục vụ nhân dân với phương châm dân chủ nhanh gọn đúng luật. Chính vì vậy, đến với hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018, đội tuyển phường Ba Đồn mang đến hội thi với một tình cảm nồng nàn cùng thông điệp mang tên xây dựng niềm tin với dân, gương mẫu lịch sử nước dân và quan tâm giải quyết lợi ích của dân. Tham gia hội thi tuyên truyền cải cách hành chính ngày hôm nay, đội phường Ba Đồn gồm các thành viên sau đây. Đội trưởng Trọng Nghĩa là tôi, công tác mặt trận vẫn trôi nổi đều. Còn tôi Ngọc Ánh sớm chiều, cùng hội phụ nữ mọi điều đảm đang. Mai lành em cũng sẵn sàng với công tác hội nghị.
tùng bảo quốc đoàn phường, hăng say công tác nêu gương nhiệt tình. Và em Thanh Thủy tươi xinh, hại hà tôi cũng trung tình thiết tha. Tôi đây Trần Thị Thu Hà, công chức tư pháp hài hòa thủy chung. Chúng tôi nguyện tấm lòng trung, cải cách hành chính đến cùng hội thi. Phường Bắc Đồn quyết tâm thực hiện cải cách hành chính với mục tiêu công khai, minh bạch, hiệu quả, chính xác. Vâng, và sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với đội thi cuối cùng tham gia phần thi chào hỏi. Đội đến từ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Có dịp chúng mình gặp nhau, cuộc thi cải cách hành chính góp phần, kính chúc quý vị đồng sâu nghĩa. Tây đất quảng từ xa xưa dân đói khổ cơ hạn, nay cuộc sống đổi thay công ơn nhớ bác đàn, dân sinh kinh tế vững vang khắp ngõ xóm, đường lang vang tiếng hát lời ca, quê hương đã thay đổi. Kính thưa quý vị, nghị quyết chính phủ ban hành cải cách hành chính trở thành trọng tâm, đang đưa dân hưởng ấm no, cải cách hành chính phải làm cho rõ ràng. Biện pháp một thực hiện 10, công chứng viên chứng là người chăm lo. Ôi lên là hồ.
bà cán bộ cơ phải hay thường có thường hôi lên là hôi lên tháng ngày ở gìn giữ lo chăm lo chờ đàn tin mà dân tin ơ sao cho tròn bên tròn hôi lên là hôi lên hôm nay về với hội thi chín thành viên đội chúng tôi đó là tướng danh văn bảy huyền trang là hồ là quan đang viết dân tin là hồ là quan đang đương vẹn tròn là hồ là quan trung dương trung hậu đảm đang là hồ là quan biết ngước biết ngang là hồ là quan là hồ là quan vũ hà văn hiến ngọc huy là hồ là quan hiến dung sức tranh là hồ là quan ngại gì khó khăn là hồ là quan a di quan ta hồ quan là hồ là quan a di quan ta hồ một lòng yêu quê mình quý đàn thân thương góp sức mình quý đàn vượt xa góp sức mình thuyền nhà vươn xa. Tôi hỏi đến khi đánh của đoàn Khánh Hòa đến đây là kết thúc, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, vậy là tất cả bốn đội đã hoàn thành xuất sắc phần thi chào hỏi. Và ngay bây giờ, quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón bốn đội thi đến với phần thi tìm hiểu kiến thức cải cách hành chính. Các đội sẽ cùng trả lời 5 câu hỏi có nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Sau thời gian suy nghĩ 15 giây trên một câu hỏi, các đội sẽ viết phương án trả lời vào bảng. Điểm cho mỗi câu trả lời đúng là 6 điểm. Yêu cầu, đội thi phải dơ bảng ngay sau khi có hiệu lệnh nghỉ giờ của người dẫn chương trình. Nếu trường hợp không dơ bảng ngay hoặc dơ bảng trước khi có hiệu lệnh thì bị coi là phạm luật và sẽ không được tính điểm ở câu hỏi đó. Điểm tối đa cho phần thi này là 30 điểm. Và ở phần thi này thì ban tổ chức sẽ có 4 gói câu hỏi. Và sau đây thì xin mời đại diện của 4 đội sẽ chọn một gói câu hỏi. Vâng, xin mời đại diện của 4 đội sẽ cử ra một người để chọn gói câu hỏi ạ. Vâng, đại diện của đội đến từ thị trấn Quy Đạt chọn gói câu hỏi số 1. Câu hỏi đầu tiên, PAPI là tên viết tắt của chỉ số gì hiện nay ở Việt Nam? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Vâng, đã hết thời gian. Xin mời tất cả các đội dơ bảng ạ. Xin được chúc mừng ba đội đến từ phường Ba Đồn, xã Sơn Hóa và xã Quảng Tùng. Chúng ta cùng tiếp tục bước qua câu hỏi số 2. Dự thảo nghị quyết Hội đồng Nhân dân cấp xã được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Vâng, thời gian đã hết. Xin mời tất cả các đội hãy đưa đáp án của mình lên. Đáp án của chương trình đó là khi có quá nửa tổng số đại biểu biểu quyết tán thành. Vâng, xin chúc mừng tất cả các đội đã có đáp án đúng. Chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 3. Theo luật cán bộ công chức, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã có phải là chức danh cán bộ cấp xã không? 15 giây suy nghĩ bắt đầu. Thời gian đã hết. Xin mời các đội hãy giơ cao bảng của mình lên. Ngọc Hà thấy tất cả 4 đội đều trả lời là không phải. Vâng, đó chính là đáp án đúng. Chúng ta cùng bước vào câu hỏi số 4. Quyết định số 45-2016 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ quy định giá cước dịch vụ phải được công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và tài đâu. 15 giây suy nghĩ bắt đầu.
Thời gian đã hết, xin mời các đội giơ các bảng của mình lên. Ngọc Hà thấy có sự khác biệt ở câu hỏi này. Đáp án của chương trình đó chính là điểm phục vụ bưu chính. Và bây giờ chúng ta cùng bước sang câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi số 5. Đối với hồ sơ thủ tục hành chính qua thẩm tra, thẩm định chưa đủ điều kiện giải quyết, nếu pháp luật chuyên ngành không quy định cụ thể về thời gian thẩm tra, thẩm định, thì thời gian thông báo trả lại hồ sơ bằng văn bản cho cá nhân tổ chức là bao nhiêu ngày? 15 giây bắt đầu. Xin mời tất cả các đội. Vâng, đó chính là 3 ngày ạ. Xin chúc mừng các đội đã có câu trả lời đúng ở câu hỏi cuối cùng. Kính thưa quý vị, như vậy là 4 đội thi đến từ các xã, thị trấn thuộc cả huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa và thị xã Ba Đồn đã hoàn thành xuất sắc 2 phần thi. Và hai đội nào sẽ có tên trong vòng chung kết của cuộc thi dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình vào trung tuần tháng 8 này. Chúng ta sẽ còn một phần quyết định nữa, đó là phần thi thông điệp cải cách hành chính. Trong thời gian tối đa 8 phút, mỗi đội thi trình bày một tiểu phẩm phản ánh một trong những nội dung về cải cách hành chính của tỉnh Quảng Bình 2018, giai đoạn 2016-2020 và cả nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính. Lưu ý về thời gian, nếu đội nào quả trong 30 giây sẽ bị trừ 1 điểm, quả trong 30 giây tiếp theo sẽ bị trừ thêm 1 điểm nữa trong tổng số điểm đạt được của đội trong phần thi này. Điểm tối đa cho phần thi này là 40 điểm. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón đội đến từ xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa. Úi chào, chứ đi mô mà bồi mà vàng, mà vấp phải đá, mà qua cái phải túi được chi. Chào, tôi xin lỗi anh nhá. Chứ tôi đi lên xã sáng đi, xin giấy xác nhận nhà tôi. Chưa con em đi mua đấy. Ừ, tôi đi làm cái hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất chị ạ. À. Mà chị này, túi á, nghe nói bữa nay xã ta là cải cách hành chính làm tốt lắm. Ừ, đó, chị nhìn mà xem. Nhìn cố cán bộ xa xa, trông như Thúy Kiều Nguyệt Nga hiện hình. Chà, thôi đi anh ơi, thớ với thần mình chứ nữa, biết mua được. Lừng lừng một chút ngoài giá, trống thi ghen cuộc gầm lá đà nhiều. Thôi thôi, chị đừng có đá nghi nữa. Mà có người làm việc rồi, chị vào làm trước cái kẻo muộn. Túi vai tôi đợi tí cũng được nghe. Ý giữa tôi cảm ơn anh nhá. Ừ. Alo, dạ. Ôi ho, ôi cho bác hỏi xin giấy xác nhận hộ nghèo ở đây phải không? Dạ. Rồi bác xin giấy xác nhận hộ nghèo có đưa theo sổ khẩu được không? Chào y. Nhờ ở giúp cho bác đấy chứ, bác đi gấp quá, bác quên ở nhà thôi. Bác xin giấy xác nhận hộ nghèo mà không đưa theo sổ khẩu thì làm rắn mà làm được. Bê này đi. Vâng, trời ơi, cái ó đúng khiếp. Tôi đã nói là nhờ ó giúp cái gì. Tôi đi từ rồi lên đấy, anh biết ngại biết mấy. Mất cả cái xà đấy, ai cũng biết tôi là hộ nghèo. Đâu đã nói là không, đâu bây giờ bao nhiêu việc nước xong. Bác đi về đưa hộ nghèo. Đó đó, anh coi, nghe nói cái hành chính chi mô mà cũng có căn cô bán phiền dân nhất nữa. Chào ơi, thôi chị ạ, à, chị bình tĩnh, chị ngồi đói, tôi vô tôi xem tình hình ra người đã. Rồi anh vô đi. Ôi ô, ôn ơi. Có việc chứ đâu bác. Chà, ô cho tôi hỏi, đấy có phải là nơi tiếp nhận hồ sơ xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất nó hè? Phải. Chào ơi, máy quá, như ô có lại cái hồ sơ cho tôi cái. Bác cứ để hồ sơ đó tôi giải quyết, cán bộ phụ trách cái vắng thôi, bây giờ tôi đang ăn vận. Chào ơi, ôn ơi. Chờ tôi có cái việc gấp lắm. Mà nhà tôi là đường xá xá xôi. Hôm nay lặn lội tới đấy nhờ mọi người. Trấu bò á, ngán ngọng, lờn gà đang còn vật vả trong chuồng á, nó ái lố. Mà ố này, tôi để nấy, tôi chỉ nhờ ố xem lại cái hồ sơ cho tôi một cái. Còn thiếu sót những giấy tờ chí để tôi về tôi bổ sung ố ạ. Mấy cái bạc này hay thật. Đã nói hồ sơ này đó, tôi giải quyết mà không chịu nghe. Mày bám thầy thôi, nó còn bận bao nhiêu việc đấy à.
Lãng hoa nhiều chưa? Này, tôi tìm đến gặp ó, nộp giấy tờ ó cứ nói quánh co, nhờ xem dùm ó cũng chẳng xem cho. Tôi đây không rảnh thì giờ ó có mần được không? Thì nói cho tôi nghe nè. Có, em cho chưa? Sáng đến chứ ó cứ nhờn nhớ, ngầm ngang ngầm dọc với điện thoại bác hờ. Thật dở hơi cho người cán bộ, không xứng tâm là cống bọc của dân luôn ạ. Đó, mình nói hết lược rồi mà vẫn cứ ngồi, chả cần bổ đỡ tin khổ lắm mẹ. Dạ, cháu chào hai bác ạ. Tôi chào hai chú. Hai bác có chuyện chim có vẻ bức xúc chưa? Hai chú cho tôi hỏi, hai chú cũng là cán bộ một cửa đấy luôn à? Dạ thưa hai bác, cháu xin giới thiệu với hai bác, đây là anh Tình, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, còn cháu là Thuần, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả một cửa. Hai bác có chuyện chí mà cháu thấy hai bác có vẻ bức minh nữa. Chuyện là thế này hai chú này, tôi đến nhờ ó đấy xem hồ sơ này còn thiếu giấy tờ chí. Ai ngờ ó là cứ ngoảnh mặt đi, tính thân thái độ như gì á, tôi là buồn lắm. Gì đó đó, cái thái độ văn việc ó hăng, tôi đến là tôi bức xúc lắm. Mà chú con này, tôi lên đấy xin giấy xác nhận hộ nghèo. Tôi nói là tôi quên cái sổ hộ khẩu ở nhà thôi. Rửa mà ở chủ về lấy cho bằng được để ó mới giải quyết cho. Mà cả cái xà này á, ai cũng biết tôi là hộ nghèo. Dạ, xin hai bác cứ bình tĩnh. Cháu xin lỗi với mọi người vì để cán bộ có những lời thiếu văn minh. Rồi mai sẽ kiểm điểm nghiêm minh, nhắc nhở người cán bộ phải hết mình vì dân. Qua sự việc này, mong hai bác thông cảm. Giờ mời hai bác ra ngoài đời, một tí nữa sẽ có cán bộ đến giải quyết cho hai bác. À và bác Hầu này, lần sau bác lên xin giấy xác nhận hộ nghèo, nhớ mang theo sổ hộ khẩu để cán bộ tiền theo dõi. Cùng mấy trường hợp của bác ở ủy ban xã này ai cũng biết. Ý, nói như chú tôi nghe con mặt long mặt dạ, trông phải như cái ó nớm hết ạ. Thôi chị, mình ra ngoài đợi tiền được chị. Dạ cháu mời hai bác ra ngoài đợi một lát thôi. Dạ thưa anh ạ. Tôi đã nghe hai bác phản ảnh về cách làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm của người cán bộ đối với người dân. Đồng chí nghĩ sao? Dạ em tránh thu nhận tiền nhầm bị đã bàn anh ạ. Em đòi bác Hồ về lấy cái sổ hộ khẩu ạ. Thôi đồng chí không cần giải thích nữa. Tôi nói để đồng chí biết, đồng chí đã vi phạm quy chế làm việc. Cán bộ công chức không được có thái độ nhũng nhiễu trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra đồng chí còn vi phạm việc sử dụng thời gian đến công sở làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Dạ em biết lỗi rồi anh ạ. Qua sự việc này tôi yêu cầu đồng chí nghiêm túc rút kinh nghiệm và tham mưu cho lãnh đạo ủy ban để viết thư xin lỗi đến hai bác. Dạ vâng ạ. Thôi đồng chí tiếp tục làm việc đi. Dạ cháu mời hai bác vào làm việc ạ. Chà, đây hồ sơ của tôi nhờ ông có cho tôi cái. Này anh Thuần, anh xem hồ sơ của bác đầy đủ chưa? Dạ hồ sơ của bác đầy đủ đấy bác ạ. Bây giờ cháu sẽ viết cái giấy hẹn cho bác đợi cháu một tí bác nghe. Cùng nhánh hè. Con giấy xác nhận hộ nghèo của bác hồ cháu sẽ làm cho bác ngay bây giờ. Bác cho cháu xin lỗi hai bác ạ. Ừ, mà hai cháu này. Mãi giờ hai bà cùng hơi nóng ấy, có gì hai cháu thông cảm cho hai ông chủ đi nhá. Dạ. Cháu ơi, đổ thôi cháu nóng, nóng quá mất khuôn ấy, có gì cháu bỏ quá nhá. Con cái hộ khẩu của bác là mãi bác lên bác vô súng cháu nhá. Dạ. À, đây là giấy hẹn của bác Thảo ạ. Tôi cảm ơn chú nhá. Dạ, con lấy giấy xác nhận hộ nghèo của bác Hồ ạ. Bác cảm ơn nhá. Dạ. Chà anh ơi, vừa ní cải cách hành chính thôi chứ mọi thủ tục nhanh gọn ô, anh này. Cuối cùng chờ rồi đó. Mà cải cách thủ tục hành chính á, bữa nay người ta là cắt giảm những cái thủ tục rườm ra, đem lại mọi cái lợi ích cho người dân chị ạ. Dạ thưa hai bác, chúng ta đang chung tay cải cách hành chính. Các bác đến đây làm việc, chúng cháu phải có trách nhiệm giải quyết cho các bác một cách nhanh gọn, hiệu quả để giảm thiểu cái chi phí và thời gian của các bác khi các bác đến đây làm việc đó các bác ạ. Thưa bà con, một trong những nhiệm vụ cơ bản của cải cách hành chính là nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc của đội ngũ cán bộ công chức. Lãnh đạo ủy ban nhân xã sẽ tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật, nâng cao hiệu quả chất lượng làm việc. Sự hài lòng của người dân là mục tiêu của cải cách hành chính đó bà con à. Chúng ta hãy cùng chung tay cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân. Ta cùng dựng xây nên hành chính văn minh, mừng đất nước và ngát hương đời, để hành chính có quyền nghiệp luôn thân thiện niềm tin thị dân. Niềm vui mới để hạnh phúc muôn nhà, cùng nhau chung tay xây dựng quê hương đẹp giàu. Ơi đất mẹ quê hương mến yêu ngàn đời, ơi đất mẹ quê hương mến yêu ngàn đời. Và sau đây thì xin mời quý vị cùng tiếp tục với đội đến từ xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch sẽ ra sân khấu để tham gia phần thi cuối cùng, phần thi thông điệp cải cách hành chính. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ nhiệt tình cho đội đến từ xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch. Ôi chào ơi, đi từ sáng chưa mới đến tận nơi nè. Chú ơi chú, cho tôi hỏi tí, nộp hồ sơ xin tách cái sổ đỏ có phải ở đây không hả chú? À dạ, đúng rồi bác ạ. À chú này, rửa làm có lâu rửa chú ấy. Dạ, nếu bác chuẩn bị đầy đủ các thủ tục hồ sơ theo quy định thì theo cháu chắc cũng nhanh thôi. Ôi dạ, này
rằng tôi nghe người ta nói á, lên đây cán bộ nhà nước á, cày chức cày quyền, hành dân là ghê lắm, một bộ hồ sơ phải 3 lần 7 lượt khi nó mới xong. Không phải vậy mô bác ơi, chắc bà con họ chưa hiểu nên họ nói vậy thôi, chứ thủ tục cải cách hành chính bây giờ á là nhanh gọn lắm, cán bộ lại trẻ, hướng dẫn rất nhiệt tình bác ạ. Ôi cha, khiếp, chú nói y như chú là cần bố rẻ. À, dạ không có chi, bác ơi, chị ấy giao gì xong rồi, bác vô gặp anh Thống, cán bộ địa chính xây dựng để anh hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho mỗi. Rửa rửa tôi vô tôi làm trước nhá, để ý cái nón cho bác cái nào. Rồi. Dạ, dạ, tôi chào chú. Dạ, chào chào bác, cháu có thể giúp được gì cho bác không ạ? À, chú ơi, tôi lên đây muốn tắt cái thửa đất của nhà tôi cho thằng con trai, giấy tờ hồ sơ thì mỗi người bày một ý. Tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ đấy cả rồi. Nhờ chú kiểm tra xem giúp cho tôi cái với. Dạ, bác chờ cháu chút để cháu kiểm tra. Dạ, bác ơi, qua theo quy định hồ sơ tách sổ đỏ thì gồm có 4 loại. Nhưng qua kiểm tra thì cháu thấy bác đã còn thiếu bản photo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu đó bác ạ. Ôi rửa, chắc là tôi lấy ra rồi lại quên bỏ vô rồi đó. Thôi, bây giờ chú cứ làm trước cho tôi đi. Còn thiếu cái gì nữa thì tôi bổ sung sau cũng được. Chứ giờ tôi lỡ quên rồi thì biết mình răng đấy. Dạ, bác phải chịu khó về, bổ sung hồ sơ đầy đủ rồi mang qua đây. Cháu hoàn tất rồi còn trình lên huyện nữa. Chứ thiếu hồ sơ là không làm được đâu. Khổ quá, ai chẳng biết quy định thế. Nhưng giờ đường xá thì xa rồi, mà trời thì lại nắng nôi như gì. Mà chú lại bảo tôi về nhà mà lấy hồ sơ. À, hay chú định hành tôi. Dạ cháu đâu dám hành bác, đây là quy định của nhà nước đề ra, các cháu phải tuân theo thôi bác ạ. À. Chà, cán bộ các chú nói gì hay lắm. Này chú, hỏi chú một câu. Tối vì già mà trời thì nắng to, chú còn dặn tôi về lấy hồ sơ. Tôi đang sẽ đạp ra đường, lỡ có đi làm sao thì ai chịu cho tôi. Đấy cũng phải là hành những cái gồn gồi lên cái chi đấy nữa. Cháu mong bác hiểu dùng cho, đây là, đây là quy định của nhà nước. Cháu có trách nhiệm phải thực hiện và tuân theo. Cháu cũng không dám hành động không gây phiền cho ai. Này, tôi nói cho cán bộ biết, cán bộ đừng có tưởng tôi già cả. Tôi quê mùa mà tôi không biết cái gì nha. Chứ tôi là tôi biết hết cả nè. Cần bồ cả ngó cả chùa ở đấy á, là hành dân được cái chi á, là hành à. Còn điều cái chi nữa là thôi, tôi gửi chú cái này nè. Chú cầm lấy rồi giúp cho tôi. Dạ cháu không biết là ai nói với bác như vậy. Chứ trách nhiệm của các cháu là phải làm theo đúng quy định của nhà nước để ra. Bất cứ là gì chúng cháu đi à. Thôi thôi, tôi biết rồi. Chú cầm lấy rồi giúp cho tôi. Dạ nhưng bác ơi, hồ sơ của bác còn thiếu thì sao cháu làm được? Cháu đề nghị bác cất lại tiền đi. Bác làm vậy là không được đâu. Bác làm vậy là bác đang có hành vi hối lộ cán bộ đó bác à. Hối lộ cái gì mà hối lộ. Tôi nói rồi, chú cứ cầm lấy rồi giúp cho tôi. Hay chú chê ít. Chú chê ít thì để tôi đưa thêm. Đây, đây, chú cầm thêm rồi giúp cho tôi. Chứ tôi đang cần gấp lắm. Dạ, sao cháu nói mà bác không hiểu cho cháu hề. Đây là quy định của nhà nước đề ra. Các cháu chỉ là người thừa hành và có trách nhiệm hướng dẫn phục vụ các bác. Bác cất lại tiền đi, không lãnh đạo lại phê bình cháu đâu bác à. Thôi thôi, cái ní là tôi gửi cho chú. Để chú làm cho tôi cho nhanh nhanh cái. Để tôi khỏi phải đi lên đi xuống nhiều lần. Hay chú muốn nữa thì để tôi đưa thêm. Dạ không phải về đâu bác à, bác cất lại cho cháu cái hả? Có việc gì đòi đồng chí không? Dạ em chào anh, dạ báo cáo anh là tôi biết rồi. Nãy giờ tôi đứng ở ngoài tôi nghe cả rồi. Dạ chào bác. Ừ chào chú. Dạ thưa bác, bác đến đây làm hồ sơ, cán bộ đã hướng dẫn chuyên môn kỹ càng. Thiếu chi á thì bác bổ sung cho hợp lệ rõ ràng, cho đúng quy định với những gì đã đề ra. Đằng này bác lại khổ quá, thì ai chẳng biết quy định thế, ai chẳng biết cần phải bổ sung. Thế tôi có nói là tôi không bổ sung đâu. Ý tôi nói á là cứ làm trước cho tôi cho xong cái đã, rồi còn thiếu cái chi nữa là tôi bổ sung sau. Dạ
Vậy bác cho cháu hỏi hỏi nhá, nếu như ai đến làm hồ sơ cùng thiếu giấy tờ nọ, thiếu giấy tờ kia mà mọi việc vẫn được giải quyết xong xuôi, như vậy sao còn gọi là quy định, là pháp luật nữa hả bác? Ừ, thì cũng đúng như là chú nói, nhưng mà... Theo thủ tục thì bác phải hoàn thiện hồ sơ, rồi mang lại đây, chú Thông sẽ viết cho bác một giấy hẹn và thông báo ngày giờ nhận kết quả cho bác. Ôi, tưởng vậy là chơi để ngay hả chú? Mà này, rồi răng, tôi nghe người ta nói, lên đây là chỉ cần có cái ní là được rồi. Không phải vậy bác ơi, bây giờ cả nước đang chung tay thực hiện cải cách hành chính, là cán bộ công chức, các cháu phải có trách nhiệm, tận tình, hướng dẫn chu đáo, không có thái độ hách dịch phiền hà, gây phiền hà cho dân khi thi hành công vụ bác ạ. Dạ, với lại, theo phân cấp thẩm quyền, thì hồ sơ của bác do Ủy ban Nhân xã tiếp nhận và hoàn tất, rồi trình lên văn phòng đăng ký đất đai của huyện, thời hạn giải quyết là không quá 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đó bác. Ôi, rửa mà tôi cứ tưởng là chờ để lấy ngay, rửa hóa ra, từ này đến giờ là tôi trách sai cho chú à. Do tôi kém hiểu biết, có chi chú đừng để bùng nhá. Dạ, không có gì đâu bác ạ. Theo thủ tục là như vậy, nhưng vì đường xá xa xôi, bác đi lại cũng không tiền, nên bây giờ thế này, đồng chí Thông viết làm cho bác biên nhận hồ sơ, ghi rõ giấy tờ còn thiếu, đầu giờ chiều đi làm, mà cháu biết nhà bác rồi, tiện đường, cháu sẽ ghé, nhận hồ sơ giúp bác có được không ạ? Ui chào ý, được rửa thì quý hóa quá, cảm ơn chú nhiều, mà chú đây là... Dạ, cháu giới thiệu với bác, đây là anh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phụ trách bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đó bác ạ. Ôi chào ơi, đúng là có đi mới biết, cán bộ với chứ, từ lãnh đạo cho đến nhân viên, ai nấy đều trẻ trung, phong độ, đường hoàng chừng chạc, nói năng thì rõ ràng chắc chắn, lại rất chi là gần gũi thân thiện với dân. Bà con dân mình chẳng ai nấy sẽ vui mừng phấn khởi lắm đây, chẳng cần gì cao xa, chỉ cần mỗi khi bà con chúng tôi đến đây giao dịch, cán bộ các ơ các chú cứ bày vẽ tận tình chú đáo cho dân với tươi là được tươi là nạ. Bà con yên tâm, chắc chắn khi bà con đến giao dịch hành chính luôn có niềm vui và sự hài lòng. Sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phục vụ của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Tùng. Vâng, xin được chúc mừng đội đến từ xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch đã hoàn thành xong phần thi thông điệp cải cách hành chính. Đội tiếp theo ra sân khấu sẽ là đội đến từ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn. Bà chồng vô đây! Dạ! Đã nói đi làm thủ tục đất đai là phải đầy đủ giấy tờ chứ? Đầy đủ cái chi tôi cũng hiểu! Là cái phòng bi, bà hiểu chưa? Ôi chào ơi! Ông cần đúng về quê, cái phòng bi là chuyện của ngày xưa, chứ bây giờ tôi xin lỗi, xin lỗi nghe bà chớ đừng cả mình để mà coi. Tôi mới nghe anh Thái nói đất bữa nãy không phân nhiều chứ nè má. Rửa bữa trước ba nghe diện kịch người ta nói à. Ai ơi, hành trình đó là bao nhiêu cái thủ tục chui qua cái phong bì. Đó là ngày xưa, chưa bởi nghĩ cải cách hành chính á, mọi việc đều nhanh chóng và thuận lợi. Rửa thì bà đi mà mần nhá, tôi khỏe. Con chào ba mẹ. Rồi ba mẹ có chuyện chi mà căng thẳng nữa? Cô hỏi mẹ cô đó, việc thì muốn nhanh mà tiền thì không dập chị ạ. Nghĩa là đang nói mẹ. Con ơi, cũng chẳng có gì đâu mà ba con làm to chuyện. Mẹ đây nhờ ba đi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất mà ba con lại đòi tiền với phong bao. Mẹ ơi, con hiểu ý của ba là do công con tin tưởng. Ngày nay phường ta bây giờ đổi mới, nhờ công con cải cách thì con khuyên ba dùng. Mẹ nghe ơi con, thôi cũng khuyên cá chứ cá, có mà cái cách hành là chính á, mà con bây á đi xuống dưới địa chính của phương á mà tay không bắt chặt nhá, tao đi chịu tướng khỏe. Ba ơi, đó con coi. Mẹ rất buồn, con hãy tìm ba mà nói chuyện thử xem. Yên tâm đi mẹ yêu ơi, đến lúc bình tâm sẽ hiểu thôi
chào anh Thái. Mời anh ngồi nhau uống nước cái nào. Anh Thái ạ. Chào hai mẹ con. Mời anh ngồi uống nước. Mà có việc gì mà anh ngồi ở ngoài rửa? Thì hôm đi bên địa chính họ đến đó là cái mảnh đất để làm cái sổ đỏ cho thằng cu. Chú thẳng thế hèn chín giờ mình đến sớm tí. Anh ngồi đó mà mơ, chín giờ cũng ra 11 thôi. Không phải mô ba ạ, à. Chú thằng rất uy tín, không phải như... Không phải như cái chú nghe trước mô, tôi nói mà ông không tin. Đúng đó anh ạ, đối với chú thằng địa chính bây giờ, tôi thấy từ cái thái độ tiếp dân cho đến lời hẹn đều rất chỉ là chuẩn mực đấy. Ôi trời, tôi nào có là mô, cán bộ hẹn rồi như cao su, chứ làm gì có chuyện mô tư. Nay không có cái chuyện không bị như vậy nữa đâu, ba hãy yên tâm. Ông nhà tôi mất niềm tin với những người các bố bất minh, nên luôn nghĩ những chuyện linh tinh. Anh thông cảm, tôi hỏi anh đã bỏ ra bao nhiêu cho anh ta? Không, tôi chưa mời chú ấy được một ly nước. Anh nói cho thiệt. Ba à, con làm chi hội trưởng phụ nữ con biết, từ khi có nghị quyết 30C của chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, mọi việc đã khác trước rồi. Con ơi, khác chi rồi con? Con nói cho ba con hiểu đi con. Dạ, hiện nay luật cán bộ công chức, luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành rất chặt chẽ. Và mới nhất là thực hiện quyết định số 1319 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính từ cấp huyện đến cấp xã rất nghiêm chỉnh ba và bạc à. Chà, cán bộ chi hội phụ nữ mà, cái chi cũng rành mạch, ghê hè. Nghe nói, vô máy vi tính mà coi, dịch vụ công trực tuyến trên các trang thông tin điện tử là biết hết, anh Lâm này. Dạ, với chính phủ điện tử hiện nay, ở mức độ 4, mọi người dân có thể kiểm tra các thủ tục hành chính của mình đang nằm ở điểm nào, chỉ cần qua điện thoại thông minh thôi ba ạ. À. Thấy chưa, con gái tôi là hẳn ranh mạch lắm, đàn bà con gái bây tôi không chỉ quái mồi phiên hàn, tiền nhà nữa cùng luận bàn như riêng chuyện đất đai hàng trăm dịch vụ phải hài lòng dân. Những người cán bộ có tâm vì dân vì nước muôn năm sáng ngời. Chà. Mẹ con nhà đi hôm nay là sóng cá tuyệt đỉnh bô lê rô đó. Không phải bô lê rô mô, mà là ve mẹ suốt chứ. Chà, chú Thắng tới đó thế. Chà, 9 giờ kém phút 1, chuẩn khúc kết trình. Và làm nhận ra là chú Thắng. Dạ, cháu chào hai bác và chị ạ. Cháu ngươi xà mồm đẹp trai rứa. Dạ, cháu ở vùng Nam được thuyên chuyển về phường ta. Về thay anh dân đỡ ba mẹ ạ. À, cái tay mà bị kỷ luật phải không con? Dạ. Chà, cần bố địa chính là phải giữ đi ba con này, là dân hài lòng lắm. Rồi luôn tiền đấy cháu có cái bộ hồ sơ cho bà ấy. Phải, luôn tiền có giúp cho hai bác cái luôn. Dạ, như vậy là đủ rồi hai bác ạ. Chứ chiều bác đưa xuống phòng giao dịch một cửa, rồi cháu có giấy hẹn cụ thể cho bác ạ. Dạ, quý hóa quá, cùng như cái thanh chính ba con ạ. Dạ, cháu có vợ con chứ chưa? Dạ, cháu chưa bác ạ. Chẳng mà mình ơi, mình mà có thêm việc nó mà gạ, tôi là tôi hài lòng tuyệt đối đó đâu. Vậy thì cả nhà ta cùng hát một bài để chúc mừng hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018 nào. Từ đây cùng nhau lòng dân tin tưởng nhiều, vui đám lòng dân trong công cuộc cải cách. Quê hương mạnh giàu văn minh xã hội, ba đồ từ đây sáng trong mỗi người, Quảng Bình đẹp tươi tương lai rạng ngời. Cán bộ công chức nào hãy đổi thay cho vui lòng dân. Và đội cuối cùng ra sân khấu để tham gia phần thi thông điệp cải cách hành chính đó là đội đến từ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ nhiệt tình cho đội đến từ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. À, trong lúc cơ quan đang vắng vẻ, tranh thủ cái nhạc gì ra. Anh Bảy ơi, anh đừng hút thuốc đừng nghe nhạc này, em đau đâu lắm đó nè. Anh Bảy,
cơ quan mình đã cầm hút thuốc trong xe hành chính rồi, anh còn hút nữa. Anh Bảy. Ừ, đúng đấy. Đúng rồi anh con. Này, em không chịu được á, là xin mời em ra khỏi phòng nha. Anh nói rồi mà nó nghe được. Đây là phòng làm việc chung, từ giờ anh đuổi em ra ngoài là đắng. À, con bé này. Anh này, cơ quan mình đã thực hiện cải cách hành chính rồi đó. Anh đừng hành động cư xử như nữa là không đúng không? À chà, con bé này mới vào làm việc cơ quan có mấy ngày mà dám lên mặt rồi à? Được, em biết gì về cải cách hành chính, nói cho anh nghe xem nào. Trước mắt anh tắt nhà cái em phải đã nè, đâu đâu quá. Tắt. Anh này, qua tìm hiểu về cải cách hành chính á, em đã nắm được 6 nội dung chính. Thứ nhất là cải cách thể chế, thứ hai là cải cách thủ tục hành chính, thứ ba là cải cách bộ máy nhà nước, thứ tư nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thứ năm là cải cách tài chế công, thứ sáu là hiện đại hóa hành chính đó anh ạ. À chà, con bé này nhìn thì mà khá, nhưng mà em này, tất cả nhiệm vụ đó là việc của lãnh đạo, em quan tâm thì rất là mệt. Việc anh em mình là làm đến tháng nhận lương, đến kỳ nâng lương thế là được rồi. À mà này, sáng nay chết đi vắng, mình xả láng đấy. Anh nhà thế đây. Việc không làm suốt ngay cứ nhà cười nghèo, ăn chán nữa. Ôi giời, đi mãi mỏi hết cả chân, bây giờ mới đến. Bà ơi, bà đi tìm cái gì ạ? Hả? Bà bị lạc à? Ăn lạc á? Ồ không, răng bà yếu lắm rồi, không nhai được. Bà ơi, bà cần cháu giúp chi không ạ? Bà đi làm hồ sơ chế độ chính sách cho con trai của bà cháu à. À em này, em thấy bà này thế nào? Anh thấy bà này không bình thường, đi thần kinh như sao mà cứ làm ba làm bẩm lúc mình giờ. Anh thật ra là nói gì rồi để em hỏi bà cần. Em hỏi cái thứ đó. Bà ơi, đây là Ủy ban Nhân dân thị trấn Quy Đạt, bà cần cháu giúp chi không ạ? Thằng Hùng của bà nó đã hy sinh, mất hết giấy tờ, chỉ còn lại duy nhất mỗi cái anh. Đây này, dạ. Anh của nó đây này, không được công nhận là liệt sĩ, mẹ phải làm sao đây? Lộc cá làm thầm. Hùng ơi, con ở đâu? Ở đâu thì về với mẹ. Cha mẹ nuôi con trưởng thành khôn lớn, tổ quốc gọi con tiệm vượt lên đường này, con đã hy sinh nơi chiến trường hàng liệt. Ơi hỡi con ơi, đây chỉ suối bình an nào có biển đường trắng. Mẹ à, thấu hiểu nỗi xót thương tâm lòng của mẹ, trong đau thương xen lẫn tự hào vì mẹ đã có con hiến dâng sinh trẻ. Ơi hỡi mẹ ơi, con xin hứa sẽ hoàn chỉnh hồ sơ mà mẹ đã làm mong muốn tha lòng. Ngày ấy nó cùng anh em tập kết lên đường, nó bảo khi nào chiến tranh kết thúc, đất nước không còn anh tiếng súng, người ta có nỗi đau con như sẽ trở về hành động như anh Bảy. Vậy bà Hùng ơi, Hùng ơi. À cái bà này anh nhớ ra rồi, đã mày lên cơ quan mình để xin cái làm thủ tục hồ sơ về chính đách cho con gì đó, nhưng mà có giấy tờ cho bà làm hôm nay là mò mặt lên tìm được rồi. Thôi bà về đi, phiền phức quá đi. Anh Bảy, rằng anh lại ăn nổi về hành động gửi rồi với người ra. Cậu Bảy, bà không đầy đủ thì anh phải giải thích. Cậu vừa nói gì? Bao nhiêu năm nay, dạ, con chào mẹ. Mẹ như đứt đường khúc ruột. Cậu thấy đó, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Mẹ trở nên xót xa như vậy, cậu nhất thiết có phải chăm vào nỗi đau như vậy không? Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng còn không ít những nỗi đau hy sinh cao cả chưa được bù đắp. Dù hồ sơ của mẹ chưa đầy đủ, nhưng cậu cần phải xem lại cái thái độ, trách nhiệm và cách ứng xử của cậu đối với người dân, đặc biệt là đối với mẹ. Dạ. Kỳ này,
Mẹ à, mẹ đau chỗ nào không ạ? Mẹ mệt không ạ? Mẹ không thấy mệt. Mẹ chỉ thấy đau. Đau ở đây đây. Anh à, mong anh bỏ qua chứ mà. Dù cậu đã nhận lỗi, nhưng lỗi ở đây là lỗi ứng xử với mẹ. Còn việc cậu cho rằng chương trình cải cách hành chính là việc mẹ của lãnh đạo mẹ thế như thế nào? Ngồi nghỉ thì đã mẹ. Ơ, thế làm sao mà anh biết được chuyện đó à? Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cậu đừng vì chủ ích kỷ của cá nhân mà làm hỏng đi uy tín của cả cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân, đặc biệt là đối với những người có công với cách mạng. Tôi nói cho cậu hiểu này, cán bộ gom bọc của dân, cải cách hành chính góp phần đổi thay, niềm vui lan tỏa xa gần, nghĩa tình trách nhiệm đảng dân một lòng. Anh à, em đã sai rồi. Anh à, đúng sai em đã hiểu rồi, sai đâu sửa đó xin đừng trách em. Công tư đã được phân trần, từ nay em hứa hết lòng vì dân. Mong anh bỏ qua cho mà. Nếu tôi bỏ qua cho cậu, thì cái cơ quan này còn kỳ cương được không? Cậu về viết bản kiểm điểm để trình cho ban lãnh đạo. Còn nữa, cải cách hành chính còn là một cuộc cải cách về đạo đức nghề nghiệp nữa đấy, cậu bày ạ. Dạ, thưa anh, em đã hiểu. Thưa mẹ, con có lỗi với mẹ ạ. Thôi, tôi về đây, không phiền các cậu nữa. Mẹ ạ, cậu bày đã biết sai rồi mẹ ạ. Dù dạ, người con của mẹ đã hy sinh, nhưng mẹ còn chúng con ở đây, chúng con luôn ở bên mẹ. Mẹ à, mẹ nả lại ít phút đã, để cùng chúng con hát lên câu kết đoàn mẹ nhé. Mừng vui, ôi nước non tươi đẹp hơn, có đảng dẫn đường quê hương đổi mới, chân lý rằng người tô đẹp non sông, cùng chung tay chung sức với tất cả tấm lòng, yêu quê mình vĩnh hòa thân thương, yêu quê mình hòa vươn xa, yêu quê mình quê nhà vươn xa. Tiểu phẩm chúng tôi đến đây là kết thúc. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng 4 đội thi tham gia vòng thi cùng cả huyện thị xã phía Bắc hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2018. Và trên sân khấu lúc này đây là đại diện của 4 đội thi. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 4 đội thi. Và bây giờ là phần hồi hộp nhất, phần công bố kết quả. Tổng kết của 3 phần thi, xã Quảng Tùng được 88,33 điểm, phường Ba Đồn 88,25 điểm, xã Sơn Hóa 81,50 điểm và thị trấn Quy Đạt 75,75 điểm. Vâng, và như vậy là chúng ta đã biết hai đội xuất sắc để lọt vào vòng chung kết, đó là xã Quảng Tùng huyện Quảng Trạch và phường Ba Đồn thị xã Ba Đồn. Và hai đội còn lại đó là xã Sơn Hóa huyện Tuyên Hóa và thị trấn Quy Đạt huyện Minh Hóa sẽ nhận giải khuyến khích của hội thi cải cách hành chính năm 2018. Và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Trần Đình Dinh, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Ban Thường trực sẽ lên sân khấu trao tặng những bó hoa tươi thắm cho đại diện của 4 đội thi. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Đình Dinh và xin chúc mừng cho tất cả 4 đội thi. Cảm ơn quý vị đại biểu, quý khán giả đã cổ vũ nhiệt tình cho 4 đội thi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.